Không khỏe. Vì sao vậy? Mệt chết rồi. Mệt sẽ chết, thanh tịnh thì sẽ không chết. Các vị có từ chỗ nào nghe qua thanh tịnh mà chết không? Không có. Mệt chết. Vì sao mà chết? Tâm mệt chết. Trong tâm nhiều phiền não đến như vậy, nhiều lo lắng như vậy, nhiều vướng bận đến như vậy, nhiều phải quấy nhân ngã như vậy, vậy thì còn gì khổ hơn không? Cho nên thân thể bạn không khỏe mạnh, bạn nhiều bệnh, bạn cũng không hiểu được phương pháp trị liệu. Bạn đi tìm một số bác sĩ cao minh, hiện tại bác sĩ có y đức thì ít. Có rất nhiều thanh niên chọn học ngành y, hỏi họ tại vì sao vậy? Kiếm tiền. Bạn thấy kiếm tiền là đệ nhất. Phật dạy chúng sanh mạt pháp. Tại vì sao đặc biệt thúc đẩy? Giới thiệu pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ, tu tâm thanh tịnh. Đại thừa trên đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ nêu ra cho chúng ta cương lĩnh tu hành thanh tịnh bình đẳng giác. Đem thanh tịnh xếp ở hàng thứ nhất. Tâm phải thanh tịnh, việc này quan trọng. Tâm thanh tịnh, đó là hạnh phúc chân thật. Cái thọ dụng này các vị nghĩ không ra. Tại vì sao nghĩ không ra? Tâm của bạn chưa từng thanh tịnh qua bao giờ. Tôi có nói thế nào, hình dung ra sao, các vị đều rất khó thể hội. Học Phật quan trọng nhất, trong lòng không có phiền não, không có lo lắng, không có vướng bận, không có phải quấy, không có nhân ngã, không có được mất, rất tự tại. Trong lòng có những thứ này rồi, bạn làm sao có thể thanh tịnh? Cho nên thân thể của bạn không khỏe. Vì sao vậy? Mệt chết rồi. Mệt sẽ chết, thanh tịnh thì sẽ không chết. Các vị có từ chỗ nào nghe qua thanh tịnh mà chết không? Không có. Mệt chết. Vì sao mà chết? Tâm mệt chết. Trong tâm nhiều phiền não đến như vậy, nhiều lo lắng như vậy, nhiều vướng bận đến như vậy, nhiều phải quấy nhân ngã như vậy, thì còn gì khổ hơn không? Cho nên thân thể bạn không khỏe mạnh, bạn nhiều bệnh, bạn cũng không hiểu được phương pháp trị liệu. Bạn đi tìm một số bác sĩ cao minh, hiện tại bác sĩ có y đức thì ít. Có rất nhiều thanh niên chọn học ngành y, hỏi họ tại vì sao vậy? Kiếm tiền. Bạn thấy kiếm tiền là đệ nhất. Ngày trước Hàn quán trưởng cặp mắt không được tốt, đi bác sĩ khám. Danh y của thành phố Đài Bắc, bác sĩ nhãn khoa, mỗi lần trị cho bà một ít, đã làm cũng sắp gần một năm, vẫn đang không ngừng trị liệu. Có một lần tôi đến Cao Hùng giảng kinh, bà đi cùng đi chung với tôi. Cao Hùng cũng có một bác sĩ rất giỏi, một lần liền trị hết cho bà. Cho nguyên nhân gì? Danh y kia bảo bà mỗi lần đến để ông ấy thu phí. Một lần bà trị hết cho bạn rồi thì không lấy tiền được nữa sao? Chúng tôi mới bỗng nhiên hiểu ra, thì ra bác sĩ từ từ trị cho bà là bảo bạn mang tiền đến. Bảo bạn thường hay mang tiền đến cho họ. Hiện tại người chân thật có ý đức thì không nhiều, cho nên có bệnh cầu bác sĩ. Bác sĩ nào là tốt nhất? Tôi xin giới thiệu với các vị, Phật Bồ Tát tốt nhất. Phật là Đại Y Dương. Cho nên cả đời này của tôi chỉ cầu vị Đại Y Dương này. Tôi không cầu bác sĩ của thế gian. Tôi sống đến 73 tuổi không hề bị bệnh. Do nguyên nhân gì vậy? Cầu Đại Y Dương.
Đại Y Dương trị liệu tận gốc cho chúng ta. Tâm thanh tịnh. Các vị phải nên biết, thân thể của chúng ta tại vì sao hay bị bệnh? Chính là phiền não lo lắng của bạn quá nhiều. Ở trên Kinh Phật nói, cảnh tùy tâm chuyển. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bởi vì trong tâm của bạn có phiền não, lo lắng nhiều, phiền não nhiều, vướng bận nhiều, phải quấy nhiều, đem cả thảy tổ chức tế bào của thân thể này thay đổi hết, phá hỏng hết. Cho nên cái thân này mới có bệnh. Nếu như bạn tâm địa thanh tịnh, mỗi một tế bào trên thân thể này của bạn, mỗi một tổ chức khí quan đều là bình thường. Bình thường thì còn bệnh gì nữa? Cho nên tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, hoàn cảnh của chúng ta cư ngụ liền thanh tịnh. Hoàn cảnh thanh tịnh chính là từ trường tốt. Đây là chân thật. Thông thường người đến nơi đây đều cảm nhận sự khác thường. Họ đi đến nơi đây, họ cảm thấy rất là thoải mái, rất là an vui. Đến rồi vẫn muốn đến. Đạo lý chính ngay chỗ này. Hoàn cảnh chung quanh họ liền tốt. Đây gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên tâm thanh tịnh quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nếu bạn muốn được thanh tịnh, câu nói phía sau này bạn phải ghi nhớ: bất nhiễm lời dưỡng. Hưởng thụ của danh vọng lời dưỡng, năm dục sáu trần, quyết định không tiêm nhiễm. Không tiêm nhiễm không phải nói không cần. Cái đạo lý này phải hiểu. Không tiêm nhiễm là nhất định không nên để ở trong lòng. Tất cả tùy duyên thì tốt, tùy duyên thì tự tại. Quyết định không phan duyên. Hơn nữa, đời sống càng đơn giản càng tốt. Người ngu thông thường thế gian, người không có trí tuệ, ngày ngày nghĩ tưởng phải làm thế nào bảo dưỡng thân thể của chính mình. Mỗi ngày đi tìm cái gì đó tẩm bổ thân thể, bổ như thế này, bổ như thế kia, kết quả bổ thành một thân bệnh. Đây là thật, không phải là giả. Bệnh của bạn từ đâu mà ra? Bệnh từ miệng mà ra. Ngày ngày ăn đồ bổ, ăn ra bệnh. Tư tưởng của bạn liền thông khỏe mạnh. Thân thể của bạn làm sao khỏe mạnh? Tôi ở mỗi một nơi, ở nước ngoài giảng kinh cũng không tệ, pháp duyên cũng rất thù thắng. Có rất nhiều đồng tu hỏi tôi: pháp sư à, ngài dùng phương pháp gì để bổ dưỡng? Tôi thấy thân thể của ngài rất tốt. Tôi nói tôi có bổ phẩm tốt nhất. Bổ phẩm gì vậy? Nước máy từ công ty nước máy Đài Loan. Tôi chỉ uống nước, không có bất cứ thứ gì. Trà lá tôi đều không uống. Vì sao vậy? Pha trà phiền phức. Hao phí tinh thần làm việc này thật là không đáng. Tôi ăn cơm ăn một bữa rất là đơn giản. Các vị xem qua không có dinh dưỡng. Tôi ăn vào thì rất là khỏe mạnh. Các vị thật là không chịu nổi. Đây là lời chân thật, không phải là giả. Tại sao vậy? Các vị phiền não nhiều, vọng tưởng nhiều. Thân thể là một cái máy. Cái máy đang không ngừng hoạt động. Vận động thì
phải có năng lượng. Năng lượng chính là thức ăn. Ăn uống bổ sung năng lượng cho thân thể, để cho thân thể này vận động được tốt hơn. Thế nhưng trên thân thể của mỗi một người có máy móc tiêu hao năng lượng, có loại tiết kiệm năng lượng. Thân thể này của tôi là tiết kiệm năng lượng, thân thể của các vị là tiêu hao năng lượng. Cho nên bạn cần phải bổ sung lượng lớn. Một ngày ba bữa không đủ, còn phải ăn dặm thêm mấy lần. Thế nhưng năng lượng tiêu hao vào chỗ nào vậy? Các vị đều không biết. Tôi nói cho các vị nghe, 95% tiêu hao nơi vọng tưởng. Cho nên tâm của bạn càng thanh tịnh, năng lượng bạn tiêu hao càng ít. Bổ sung chút xíu thì đủ rồi. Thế Tôn năm xưa ở đời, trong tăng đoàn nửa ngày ăn một bữa đủ dùng rồi. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, A-la-hán, tâm của A-la-hán thanh tịnh hơn so với chúng ta nhiều. Một tuần lễ ăn một bữa, bạn liền biết được năng lượng của họ tiêu hao rất ít. Bích Chi Phật sức định sâu hơn so với A-la-hán, cũng chính là tâm thanh tịnh hơn nhiều. Nửa tháng ăn một bữa, Bích Chi Phật nửa tháng đi khất thực một lần. Ăn là món gì vậy? Người ta cho thứ gì thì ăn thứ đó, không hề yêu cầu. Đi khất thực, cho thứ gì ăn thứ đó, thì họ đủ rồi. Cho nên chúng ta nên biết, mỗi ngày chúng ta ăn nhiều đến như vậy, chính mình phải sanh tâm hổ thẹn. Vọng niệm quá nhiều đều tiêu hao ở nơi đó. Vọng niệm ít, tâm địa thanh tịnh, đối với lao tâm lao lực đều tiêu hao ít. Tôi ở Đại Trung thân cận lão sư Lý 10 năm. Tôi học ông. Ông nửa ngày ăn một bữa cũng sắp gần hơn 50 năm. Một ngày ăn một bữa, ăn được rất ít. Sức làm việc của ông, người thông thường sức làm việc của 5 người cũng không bằng ông. Bình thường một người muốn gặp ông phải hẹn với ông một tuần trước, không phải hẹn trước một tuần lễ. Lâm thời đến nhất định không tìm được ông. Ông làm việc quá bận rộn. Cho nên chúng ta mới biết được, khi tôi theo ông, tôi mới biết được tiêu hao năng lượng 95% là ở nơi vọng tưởng. Sức làm việc của lão sư Lý tuy là nhiều, ông không có vọng tưởng. Cho nên ông tiêu hao năng lượng vẫn là ít đến như vậy. Tôi học với ông, không cách nào không học được. Tôi cũng ăn một bữa, thế nhưng bữa ăn của tôi nhiều hơn so với ông. Chúng ta ăn bánh mạng đầu nhỏ, là bánh bao bột. Lão sư Lý một bữa ăn 2 cái bánh bao bột, tôi phải ăn 3 cái. Và lúc đó ở Đại Trung, phí dụng đời sống của ông mỗi ngày là 2 đồng tiền Đài Loan. Các vị phải nên biết, vào lúc đó tiền đài 1 lấy 40 đối với Mỹ Kim. Hay nói cách khác, một Mỹ Kim lão sư Lý có thể sống được 20 ngày. Thế nhưng tôi không cách nào sống đủ. Tôi một ngày phải 3 đồng Đài Loan, làm thế nào cũng không làm được như ngài. Đây chính là tâm của chúng ta. Cái tâm thanh tịnh này vẫn là không thể so được với ngài. Đời sống càng đơn giản, càng tự tại,
Đó gọi là phước báo chân thật. Phước báo không phải có địa vị, không phải có tiền của. Phước báo là đối với thế xuất thế gian thông đạt tường tận chân tướng của người sự vật, đời sống đơn giản, tùy duyên an vui. Đây gọi là thật tự tại. Đây là phước báo chân thật. Người thế gian không biết. Trong lòng không có vướng bận, không có lo buồn, thân không có lão khổ. Đây là phước báo chân thật. Cho nên nói bất nhiễm lợi dưỡng. Câu nói này đặc biệt là các đồng tu xuất gia cố gắng ghi nhớ. Vừa nếm lợi dưỡng thì bạn liền đọa lạc. Hay nói cách khác, ba đường liền có phần. Quyết định không nên tiêm nhiễm. Định huệ của bạn thành tựu có thể tùy duyên. Trong tùy duyên quyết định không tiêm nhiễm. Đại đức tông môn thường nói bách hoang tùng trung quá, phiến diệp bất triêm nhân. Chính là cái đạo lý này. Đó là tùy duyên. Lục giảm phát nhất thiết chủng trí tâm, nhật nhật thường niệm, vô hữu phế vong. Nhất thiết chủng trí là trí tuệ chân thật trên quả địa Như Lai. Chúng ta học Phật mong cầu chính là cái sự việc này. Tiếng Phạn gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cũng dịch thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Từ trên trí tuệ mà nói có ba loại. Loại thứ nhất gọi là nhất thiết trí, A-la-hán chứng được. Chứng được nhất thiết trí thì gọi là chánh giác. Loại thứ hai gọi là đạo chủng trí. Đạo là vũ trụ nhân sanh, tất cả vạn vật. Những đạo lý này chúng là nhân duyên quả báo của nó. Rất nhiều, vô số hình tướng chủng loại khác nhau, vô lượng vô biên. Loại trí tuệ này nếu thành tựu gọi là chánh đẳng chánh giác, chính là Bồ Tát sở chứng. Loại sau cùng là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí là chứng được viên mãn trên Như Lai quả địa. Nhất thiết chính là A-la-hán chứng được nhất thiết trí. Chủng trí chính là Bồ Tát sở chứng. A-la-hán chứng được nhất thiết trí là chấp không, chỉ biết được lý thể tánh của tất cả vạn pháp. Vạn pháp giai không. Đó là A-la-hán hiểu được. Cho nên họ không còn chấp trước đối với tất cả vạn pháp. Họ thấy đều buông xả. Thế nhưng tất cả vạn pháp này rốt cuộc làm sao phát sanh ra? Người hiện tại nói vũ trụ từ nơi đâu mà sanh ra, sinh mạng từ nơi đâu mà có, diễn biến ra thế nào?
có rất nhiều nhà khoa học, nhà triết học đều đang dò tìm. Đến ngày nay không có đáp án. Trong lý luận tiến hóa nói, người là do loài dưỡng biến hiện ra, tiến hóa ra. Lời nói này chúng ta nghe qua, bạn có tin tưởng hay không? Tại vì sao ta không tin tưởng? Bởi vì tôi xem thấy ở bên ao xúc thủy còn có rất nhiều loài khỉ nhỏ. Tại vì sao nó không thể biến thành người? Cũng không thể nói một bộ phận khỉ này biến thành người, một bộ phận khỉ kia vẫn làm khỉ. Vậy thì nói không thông. Kỳ thực những sự việc này đều nói trong kinh Phật. Rất là đáng tiếc những nhà khoa học, nhà triết học không có duyên phận đọc kinh Phật. Đây là vấn đề của duyên phận. Nếu như những người này gặp được Phật Pháp, họ rất thông minh, họ lý giải khế nhập đối với Phật Pháp, chắc chắn vượt qua chúng ta. Đáng tiếc không có cơ hội, không có cơ duyên. Phật giảng rất thấu triệt đối với vấn đề này. Đây là trí tuệ chân thật. Cho nên A-la-hán biết được bản thể của vũ trụ nhân sanh. Bồ-tát biết được tất cả hiện tượng của vũ trụ. Cái hiện tượng này do đâu mà sanh ra, diễn biến như thế nào, họ biết được. Thế nhưng A-la-hán biết được thể, không biết được sự biến hóa của nó. Bồ-tát biết được những sự biến hóa này, cái thể này không thể tương ưng. Thấy đều được tường tận, đều tương ưng. Đó là trí tuệ của Phật. Trí tuệ cứu cánh viên mãn gọi là nhất thiết dụng trí. Chúng ta học Phật không học thứ khác, chuyên môn cầu cái này. Nhật nhật thường niệm. Cho nên học Phật không phải cầu Phật Bồ Tát bảo hộ bạn thăng quan phát tài, bảo hộ bạn sống lâu trăm tuổi. Thấy đều sai. Nếu như trí tuệ chân thật khai mở rồi, sống lâu trăm tuổi thì quá ngắn. Bạn chân thật chứng được vô lượng thọ, nói với bạn sinh tử là giả, không phải là thật. Cho nên đồng tu khế nhập đối với Phật Pháp đều có thể biết được. Chết là việc thế nào vậy? Đổi một cái thân thể, đổi một cái cảnh giới. Chỉ cần bạn biết đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, bạn đổi cảnh giới càng ngày càng thù thắng. Sự việc chính là như vậy. Gần đây cư sĩ Lâm chúng ta có không ít người đi làm Phật. Có 3-4 vị tôi nghe nói. Lão cư sĩ Trần Quang Biệt cũng là một trong những người đó. Người ta trước đó 2 tháng liền biết được ngày 7 tháng 8 hôm đó ra đi, mùng 7 tháng 8. Đây là hiện tượng bình thường. Người ở trước ông, ở bên đây chúng ta có một vị cũng là họ Lý, cư sĩ Lý. Một vị lão thái thái, 62 tuổi. Bà nhỏ hơn tôi 10 tuổi. Bà giảng sanh, hẹn xong với cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Cư sĩ Lý bảo bà phải mau giảng sanh, tôi mới lo hậu sự cho bà được. Vậy được, bà giảng sanh sớm hơn. Giảng sanh
có thể sớm hơn, có thể lùi về sau, tự tại. Những việc này đều là chính mắt chúng ta xem thấy. Cho nên đồng tu nơi đây chúng ta niệm Phật đường, giảng đường, tín tâm kiên định, bạn chính mắt xem thấy, chính tai nghe được, hoàn toàn tương ưng với cảnh giới, phương pháp lý luận. Trên kinh đã nói, kinh của Phật không phải là giả. Khoa học gia hiện tại khẳng định không gian là đa chiều, cho nên gọi là ba độ không gian, bốn độ không gian. Từ trên lý luận mà nói, mãi đến không gian vô hạn độ. Trên thực tế mà nói, khoa học gia chứng thật đích thực là có 11 độ không gian đang tồn tại. Thế nhưng không biết được làm thế nào để đột phá. Cái phát hiện này cùng với trên Phật Kinh đã nói hoàn toàn là giống nhau. Trong Phật Kinh thì không gọi là không gian, gọi là pháp giới. Trên Kinh gọi là pháp giới, chính là khoa học gia ngày nay gọi là không gian. Không gian, họ không có cách gì để đột phá, không biết được không gian do đâu mà hình thành, không gian đa chiều từ đâu mà có. Phật biết được. Phật nói pháp giới vốn dĩ là nhất chân. Tại vì sao pháp giới nhất chân có thể biến thành pháp giới đa chiều như vậy? Là bởi vì vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng sanh mà biến hiện ra. Do đây có thể biết, chỉ cần bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước đoạn dứt, bao gồm tất cả giới hạn của không gian khác nhau, hoàn toàn đều hóa giải được. Hay nói cách khác, giới hạn của mắt bạn đã khác nhau rồi. Bạn có thể xem thấy đời sống của thiên nhân, bạn có thể xem thấy đời sống của ngạ quỷ, bạn có thể xem thấy đời sống của địa ngục, cũng có thể xem thấy đời sống của chư Phật Bồ Tát mười phương pháp giới. Không gian đời sống của chúng ta bỗng chốc liền rộng lớn. Bạn nói xem thật tự tại. Cho nên nhà Phật dùng phương pháp gì để đột phá thời không? Dùng thiền định. Đây là tâm thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh, tầng thứ mà bạn đột phá càng lớn. Không gian đời sống của bạn sẽ càng lớn. Những người giảng sanh này hiện tại họ đang ở đâu? Tình hình đời sống của họ hiện tại bạn thấy đều thấy được rồi. Thấy đều tường tận. Người thế gian tham sống sợ chết, không hiểu rõ tình hình chân thật. Tham sống sợ chết là việc rất đáng lo ngại. Vì sao vậy? Chỉ cần có cái ý niệm này, họ tương lai chuyển đến, đời sau chuyển biến, tình hình đời sống kém xa với đời sống thực tại. Đó là đời sau không bằng đời trước. Các vị đều biết, con người sau khi chết rồi, phần nhiều thân thể đều cứng đơ. Thế nhưng người niệm Phật khi ra đi, thân thể mềm mại. Việc này người thông thường xem thấy rất hy hữu, tướng là hy hữu.
Năm trước Hàng quán trưởng giảng sanh, phước báo của bà lớn. Hơn 100 người niệm Phật cho bà, niệm hết 49 ngày. Ở Đài Loan là hy hữu, pháp sư giảng sanh cũng không hơn được bà. Bà có một băng ghi hình, mọi người xem qua thì biết. Khi bà ra đi, hai lần thấy được A-di-đà Phật, một lần thấy được Liên Trì Hải Hội. Bà nói với tôi, sau khi đi rồi, ở trong y viện chúng tôi trợ niệm cho bà 14 giờ đồng hồ. Di Linh về thư viện, một tuần lễ mới nhập liệm, mới đậy quan tài. Ngay trong một tuần lễ này, thân thể của bà đều là mềm mại, khuôn mặt sáng hồng, cũng giống như là đang ngủ vậy, hoàn toàn không có hóa trang. Hai tuần lễ thì quả thiêu. Bên trong khu vực hỏa táng, một mảng an lành. Bình thường người đi vào nơi đó luôn cảm thấy u ám, rợn cả da gà. Thế nhưng hôm hỏa táng Hàng quán trưởng, đi đến lò hỏa táng, không có người nào mà không sanh tâm hoan hỷ, một chút lo sợ cũng không có. Chư Phật Bồ Tát hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ, đây là những đồng tu từ Đài Loan đến đích thân thể nghiệm, chính mắt xem thấy. Đây là mà bà đã hộ trì chánh pháp 30 năm. Kiết tường thù thắng không gì bằng. Bà đi đến cõi Phật, đầu năm năm nay bà giảng sanh ngày 5 tháng 3. Chúng ta ngày 5 tháng 3 ở nơi đây tổ chức kỷ niệm 2 năm ngày mất của bà. Có đồng tu nhìn thấy bà, bà cũng đang ngồi ở bên đây chứ chúng ta, bên cạnh còn dẫn theo vài người. Cũng có đồng tu thường hay thấy được bà ở nơi đạo tràng này chúng ta hộ trì Phật Pháp. Bà là đổi lấy một thân thể khác, chúng ta không thấy được bà, bà thấy được chúng ta. Thường hay hộ Pháp ở đạo tràng này. Cái đạo tràng này chúng ta có chướng ngại gì, bà cũng sẽ thông báo trước cho chúng ta, đến an ủi chúng ta, nói cái đạo tràng này có Phật Bồ Tát hộ niệm, ma chướng nho nhỏ không đáng lo, qua vài ngày thì hết thôi. Đây đều là chân tướng sự thật, không phải là giả. Chân thật có trí tuệ, bất cứ vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết. Cho nên chúng ta phải thường thường niệm trí tuệ. Trong Thiền Tông Lục Tổ Đàn Kinh, khi vừa mở ra, Lục Tổ gọi mọi người là gì? Dạy đại chúng mọi người tổng niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lục Tổ dạy người. Cho nên Thiền Tông của Trung Quốc, ngài là học trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật Đa trong lục độ, không phải thiền định Ba La Mật. Chỗ này chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng. Thiền Tông là tu Bát Nhã Ba La Mật, ở nơi đây chính là thường niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa, chính là phát nhất thiết chủng trí tâm.
Chúng ta có cần đi cải niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa hay không? Không cần thiết. Chúng ta niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật cũng là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng là niệm nhất thiết chủng trí. Cái điểm này các vị phải nên biết. A Di Đà Phật, cái danh hiệu này là dịch âm từ tiếng Phạn Ấn Độ. Ý nghĩa của nó là vô lượng giác. A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là trí tuệ, dịch là giác ngộ. Bạn thử nghĩ xem, chẳng phải mỗi ngày chúng ta niệm vô lượng giác, vô lượng trí tuệ, chẳng phải là nhất thiết chủng trí hay sao? Bên trên lại thêm vào hai chữ Nam Mô. Nam Mô cũng là tiếng Ấn Độ, ý nghĩa là cung kính, ý nghĩa là quy y. Cung kính quy y, vô lượng trí tuệ, vô lượng giác. Nếu chúng ta đem nó phiên dịch ra hết, chính là cái ý này. Cho nên niệm một câu Phật hiệu là mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chính mình. Một câu Phật hiệu này, mười phương ba đời tất cả chư Phật đều niệm, tất cả Bồ Tát đều niệm, không có ai không niệm. Cho nên chúng ta niệm A Di Đà Phật liền có thể đạt được oai thần gia trì của tất cả chư Phật. Chúng ta sanh ra cộng hưởng với tất cả Phật Bồ Tát. Cái sức mạnh này bao lớn. Cho nên thế gian ngay trong tất cả kiết tường, kiết tường tốt nhất là niệm A Di Đà Phật. Trong nhà thờ cúng A Di Đà Phật. Mười phương pháp giới, ngày nay chúng ta nói chúng sanh trong vô lượng không gian duy thứ khác nhau, nghe được Phật hiệu của A Di Đà Phật đều chắp tay hoan hỷ tán thán, còn lễ kính. Chúng ta phải tường tận. Cho nên nhật nhật thường niệm vô hữu phế vong, không nên quên mất.